giờ phút là chúng ta quy định là một tâm như thế nào, dành cả những lúc mà chúng ta làm nhận. Nếu chúng ta biết mở rộng hay lan tin của các lãnh đạo, thì chúng ta sẽ đón nhận những cái cần thiết đó để cứu được sự sống và tất cả chúng ta. Giờ đây đây chúng ta có một lần bánh. Sáng nay tôi nghĩ nói là Chúa cho các thầy thuốc như thế nào. Chắc là tôi nghĩ phải đi vào cái chỉ đạo, đi vào cái văn hóa của các thầy cô làm cái nghề thuốc này, chăm sóc bệnh cho người ta. Cho nên từ cái suy nghĩ đó, đọc những cái đoạn tin mừng như là lúc hôm nay thì tôi thấy rằng là lúc hôm nay chỉ cho chúng ta cái cách phòng trị một cái bệnh tật mà mỗi người chúng ta rất nhiều điều mắc phải. Nói cách khác là Chúa Giêsu cụ thể đưa chỉ cho chúng ta có hai cái liều thuốc để phòng và để trị cái tật hay lo lắng mà mỗi người chúng ta nay cũng như vậy. Nhưng mà trước khi nói lời Chúa, tôi xin nói lời của tôi, kinh nghiệm của người ta, đặc biệt là của thế giới thầy cô, là có một cái cuộc điều tra xã hội về cái tình trạng của cái bệnh hay lo, hay lo lắng, hay cái tật hay lo lắng trong đời sống của mọi người. Thì người ta, cái điều tra xã hội đó, họ đưa đến cái kết quả như thế. Người ta thấy rằng là người ta hỏi người ta có người mà thầm hàm nhân hay là 45%, nghĩa là 50% ngoài người, hay là cái thời gian của mỗi người là lo lắng về tiền bạc. 39% thì lo lắng về người khác, người khác trong gia đình, trong xã hội thân chủ của mình như vậy. 32% thì lo lắng về sức khỏe của mình. Tôi thấy mấy cái này tôi được khó thật. Tôi biết mọi người thấy mình cũng khó thật. 20% thì lo lắng về cái chuyện thi cử để tiến thân thật đạt. Rồi có 15% lo lắng về công an việc làm, kế sinh an nhân dân. Thì thời gian nào đó thì những cái tỷ lệ đó như thế này, nhưng mà thời gian khác khi đã thi cử thành đạt nghề nó bớt cái đó đi, tăng cái thứ khác nhân dân, nhưng mà chủ yếu nó là như vậy. Đó là lời của người ta, lời của người ta nó chỉ cho chúng ta đến một cái chân lý nó cũng tương đối, chỉ có lời của Chúa mới là mang lại cho chúng ta một cái chân lý tròn này, còn lời người ta thì nó tương đối. Thế nhưng tôi muốn lưu ý thêm chút, theo cái sự hiểu biết của tôi thì cái bệnh cầm cảm thân nghiệp, cái sự hay lo lắng, cái tật hay cái bệnh hay lo lắng nhớ cái sự quan tâm lo liệu của một người chủ gia đình, của một bác sĩ trưởng, của một cái người làm trách nhiệm trong cộng đồng như vậy, quan tâm để lo liệu khác, còn cái lo lắng khác như vậy. Thưa, lo lắng thì nó gây căng thẳng, kéo dài thì nào thì căng thẳng nhiều thì mấy,
và nó làm tê liệt cái tiềm năng, các cái tiềm năng thiên phú bẩm sinh trời ban cho chúng ta, nó làm tê liệt cái chiều, làm hao mòn, trong đó có cả lòng tin lòng đạo của chúng ta. Thế mới hai ngày bữa nay có một tờ báo tin về tôi có linh mục, linh mục đó coi cái giáo xứ nhỏ thôi, nhưng mà dạy học ở viện dạy trung tâm phục vụ, tôi gửi đi học phương pháp sau cho năm mới về, rồi thấy khỏe mạnh cũng mới là tên, nhưng mà hai ngày bữa nay thì ta báo là bị đột quỵ, rồi chở vô nhà thương cấp cứu mấy tiếng ngồi sau thì nói là bây giờ là mổ cái ốc ra coi cái sức huyết nó như thế nào, mà thế là chữa trị xa lắm. Thế tôi lấy làm lạ, hỏi bạn bè những đứa một khác rất nhiều thì ta nói trong giáo xứ, trong cái công việc một vụ trong giáo xứ có những cái chuyện căng thẳng kéo dài, là một người nêu lên để cho tôi biết rằng thành ra quá căng thẳng mình sao đó là siêu quý mạng, không biết bữa nay còn sống chết chưa biết. Có mấy người theo dõi là nói thì làm có cái gì biến gì báo được người hiền tin, nhưng là siêu quý mạng rồi mổ ra thì không biết còn từng bao nhiêu phần trăm sống sót, bao nhiêu phần trăm thì coi như là chống dịch chống dịch đây. Thì cái lo lắng căng thẳng của linh mục đã chuyển đến cho rất nhiều người, cho giáo dân ở đó, cho những người làm việc chung với nhau, cho gia đình, rồi cho tôi. Cái bệnh đó nó cũng dễ lây, cái tật lo lắng cũng dễ lây. Thế đó là lo lắng, còn có cái quan tâm để lo liệu thì nó giúp cho mình bình tĩnh hơn, đồng thời nó đánh thức, nó khơi dậy tiềm năng lòng đạo, nó tỉnh chứ nó không có làm tay gì. Cái lo lắng nó đấy là tôi muốn phân biệt hai cái khác nhau. Cho nên khi mình đọc cái bài tin mừng này, nếu chúng ta có phân biệt này thì chúng ta rất là nhiều cái lắm. Đó là cái lời của một người thì mọi người chúng ta suy nghĩ thêm, có ai nó hướng tới đâu như thế nào. Rồi một cái ý thứ hai cũng từ lời là là vượt qua được
sống của mình, diễn đạt của mình nó trôi chảy bình thường, không có vấn đề gì. Có loại lên một thứ hai là không có vượt qua được.